Dạ vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Trường Xe Cũ Bình Dương, chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha cả nhà. Rồi, em Quốc bên em Trường nhận thu mua trao đổi các dòng ô tô từ 4 đến 7 chỗ. Quý khách hàng quan tâm từ cái alo trực tiếp số điện thoại giùm em 0972 147247, mua bán trao đổi các dòng ô tô đã quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ, tọa lạc tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, sát bên Sóng Thần nha cả nhà. Đấy, hay là ngã tư Linh Xuân gì cũng được. Vâng, và làm không mất thời gian của quý bác và anh chị. Thì em Trường đi vào chi tiết mẫu xe đang là mưa làm gió trên thị trường luôn. Mẫu Innova đời 2015, giá thành thì loanh quanh 300 triệu thôi. Và điều đặc biệt là chiếc này là vừa đăng kiểm mới về. Đấy, em Trường đăng kiểm mới luôn. Tháng 6 2024. Hãy xuống như cả nhà. Đấy. Xe bây giờ đăng kiểm dài lắm. Cả nhà mà đang vấn nạn đăng kiểm khó khăn thì yên tâm. Đã có em Trường giải quyết cho cả nhà rồi. Innova đời 2015, màu trắng nguyên zin nguyên bản nha cả nhà. Màu trắng em Trường xin cam kết là màu theo xe, không phải sơn đổi màu. Đấy, cả nhà lưu ý, màu zin theo xe nó khác nha. Đấy, qua con xe, cái giá tiền đó thì sản phẩm nó như thế. Qua thời gian sử dụng thì phải có tỉa tốt, phải có giảm tốt. Chứ quý khách hàng mang trong mình cái tư thế đi mua xe mà tầm tiền 300 mà đồ hạt đời cao, mà phải zin như trong hãng thì xin lỗi em Trường không có sản phẩm đó. Cho quý khách hàng mình đỡ mất thời gian của đôi bên. Rồi, 2015 nha cả nhà. Đấy, màu trắng bản e chung, xe rất đẹp và sang trọng, mới vừa đăng kiểm thì cả nhà luôn biết rồi. Mới trải qua kỳ đăng kiểm thì phải đi kiểm tra từ gầm bể thắng thiết đầu thước lái rơ tinh ngon lành hết rồi mới đi đăng kiểm. Cỡ cái lớp thì cũng phải mới tinh. Để cho coi nè, lớp mới nha, xe được 5 cái lớp mới nè, râu dày. Xe nhìn rất đẹp và sang trọng, 2015 rồi cả nhà, đời cao. Đời này cả nhà có thể đăng ký Grab, Grab chạy kiếm thêm thu nhập được cũng rất khá là tốt. Nội thất thì màu nội thất của nó là may mới nè, màu nâu kem. Cả nhà nhìn rất là sang trọng chưa, một con xe quá tuyệt vời. Tắp bi kem luôn. Xe đẹp lắm, xe được bên em Trường nâng cấp lên hệ thống màn hình OLED, camera lùi, camera hành trình. Đấy, cả nhà coi đầy đủ hết. Trần là trần 5D màu kem, ba vàng lạnh zin theo xe, đây một vàng, phía sau đây một vàng. Đấy, 8 chỗ ngồi rộng rãi, giá thành vừa phải, lanh quanh có 300 triệu. Đóng cái vô lên đây, bật cái vô lên giùm em với. Innova đời 2015 đây đó, bắt bạn lề. Đấy, cả nhà coi xe rất đẹp luôn, màn hình đồ nè, đấy màn bọng đồ đẹp tuyệt đối nha. Đấy, xe nó không phải về chạm nha. Đấy, 5 cái lớp mới tinh luôn cả nhà đó, lớp mới mầm phầy xước 2015. Đấy, xe rất đẹp, mua về là cả nhà sử dụng mà không phải tốn kém tiền làm gì thêm nữa. Một con xe đã vừa qua cái kỳ đăng kiểm thì cả nhà cũng đã biết rồi, chất lượng là tuyệt đối. Đấy, khung gầm bệ của nó đây, cả nhà coi nè. Khung gầm bể của nó nè, đẹp tuyệt vời chưa. Đấy, tem mã, tem ô, mã tem mã vạch đồ còn đầy đủ hết nè. Gầm bể như thế này mà còn chê râu nữa cả nhà, quá tuyệt vời rồi. 2015 mà quá đẹp, giá tiền thì lanh quanh 300, cụ thể là 305 triệu, bớt ngay 5 triệu khi đến xem xe trực tiếp, còn 300. Đấy, tư nhân chính chủ ủy quyền, bên em chưa là người đang đứng ủy quyền đầu tiên. Quý khách hàng mua có thể cùng em ra phòng công chứng ký giấy ủy quyền, rồi hoặc là sử dụng, hoặc là hợp đồng mua bán rút hồ sơ, tùy cả nhà mình. Đấy, xe nè, trang bị hệ thống phanh ABS nè, chống phanh bỏ cứng cả bốn bánh đây nha. Đấy, thấy chưa, keo sùng chỉ của nó đây. Đấy, tem mát đầy đủ hết, logo Toyota còn zin theo xe. Hầm máy nè, đấy cả nhà coi đẹp chưa, tuyệt vời luôn. Phanh ABS chống phanh bỏ cứng cả bốn bánh nè. Đấy, máy móc là máy ốc là bên em Trường zin, bảo đảm là máy này chưa làm máy, khẳng định luôn đó, khẳng định luôn. Đấy, cả nhà thấy chưa đó, xe là trước khi về là em Trường đã thay nhớt máy mới rồi nè, thay 4 bu đi nè, vệ sinh họng ga đâu đó mới bàn giao đến cho cả nhà. Rồi, ba cái này thì bên em đang chào bán với giá là 305, bớt 5 còn 300 nhân cả nhà. Và rút hồ sơ gốc nếu có nhu cầu, nếu không rút hồ sơ gốc em Trường sẽ bớt thêm tiền. Rồi, lần sau đây là một số mẫu xe còn lại của em nữa nè. Đây nè, còn nhiều lắm. Mà giá tiền lanh quanh 300, mà cả nhà muốn đi bản đủ thì bên em Trường có con này, đời 2013, e bản đủ biển tỉnh 61 Bình Dương 22754, nhưng nó là gốc Sài Gòn, hai đời chủ, chỗ đầu tiên là ở Sài Gòn. Với khách hàng vào Sài Gòn là không tốn 20 triệu tiền phí sang tên đổi biển. Màu là màu ghi vàng, xe rất đẹp, xe này là về là sử dụng thôi, cũng mới vừa đăng kiểm về. Đây, tháng 5 2024 luôn cả nhà. Đấy, tháng 5 2024, xe bên em Trường là toàn bộ đăng kiểm mới nha. Và toàn bộ là đăng kiểm mới, và màn hình kem lùi, kem hành trình. Đấy, mọi thứ còn nghiêm chỉnh hết, đầy đủ, full. Đấy, cả nhà mua về là chỉ đổ xăng và sử dụng. Đấy, không phải làm gì thêm. Còn muốn làm gì thêm, cái đó là sở thích cá nhân của mỗi nhà, mỗi người.
đó, mình không có thể bao hàng bao quát bớt. Em Trường ở đây nói là không làm gì thêm, có nghĩa là mọi chức năng theo xe hoạt động tốt đó, mọi chức năng thì dinh theo xe, còn nhà sản xuất là bên em Trường đã sửa chữa và đảm bảo nhà mình là hoạt động tốt, có bảo hành. Đấy, gầm bể là 6 tháng mà điện đài là 3 tháng, máy móc là 1 năm. Đấy, 2013 e bản đủ. Chiếc này thì bên em Trường đang chào bán với giá là 320 triệu. Quý khách hàng nào đi mua trực tiếp không rút hồ sơ, bên em Trường bớt ngay 3 triệu, là 5 triệu là còn 315 triệu nha. Và đây là mẫu Innova đời 2015. 2015, cả nhà thích màu quy bạc thì 2015 bên em Trường nhiều lắm. Có 6-7 mẫu màu bạc luôn, bao la luôn cả nhà. À, đây là mẫu xe mới thôi, 2015 màu ghi bạc. Chiếc này thì bên em Trường đang bán là 370. Quý khách hàng này mua trực tiếp không thông rút hồ sơ, không qua cờ lái, em Trường bớt 5, còn 365. 61K22642. Đấy, 2015 e bản đủ, nó bản trung nó cách nhau tới 60 triệu nhưng cả nhà, tiền nào của đó thôi. Đấy, cả nhà coi nè. Đấy, vô lăng đồ nè, còn rất đẹp. Con này cũng gốc Sài Gòn luôn. Quý khách hàng ở Sài Gòn mua về không tốn 20 triệu tiền phí sang tên đổi biển nha. Trần 5D ghế da. Đấy, 2015, con này bản đủ, con kia bản chung. Đấy, tầm đến với em Trường là khách hàng cứ yên tâm, đầy đủ sự lựa chọn, bắt đầu từ 170 triệu cho kết thúc là 600 triệu là bên em Trường lúc nào cũng có xe trong cửa hàng của mình. Và đặc biệt xe bên em Trường bán ra là những chiếc xe bên mình bỏ tiền ra mua, mua và bán và bảo hành, không bán thuê, không bán mướn cho ai. Cho nên cả nhà cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm và cũng như chế độ bảo hành bên em. Đấy, đồng giá nha, 365, bao ký rút. Rồi, con này là Innova 2018 màu đồng ánh kim, biển 67E07497. Con này là một chủ mua mới từ đầu. Bên em Trường có form mới 16, 17, 18, tuần này có 19 luôn. Đấy, màu đồng ánh kim. À, một chủ mua mới từ đầu. Chiếc này thì bên em Trường cũng rẻ thôi, để ở nhà mình là 515. Nếu khách hàng đến mua trực tiếp không thông qua cò lái thì bên em Trường sẽ bớt ngay từ xe này số tiền lớn, bên em Trường bớt ngay từ 5 đến 10 triệu luôn. Đấy, cho cả nhà mình yên tâm. 2018 nè. Xe không taxi, không dịch vụ. Đấy, cả nhà coi rất đẹp luôn. 2018 sẽ trang bị trên mình thêm hệ thống cân bằng điện tử nè, Eco Mode là tiết kiệm nhiên liệu nè, Power Mode nè, còn dấu hiệu là ký hiệu này là cân bằng điện tử nè. Đấy, màn hình màn bọng, cam lùi, cam hành trình, nội thất như mới. Giá em Trường để ở nhà mình với cái giá là 515 triệu. Quý khách hàng nào mà dẫn vợ, dẫn mẹ vợ thì theo đầy đủ hết thì em Trường bớt ngay combo 5 đến 10 triệu, còn 500 đến 5 triệu. Bao ký rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Rồi, cả nhà thấy sướng chưa? Mua bên em Trường nó thoải mái cho vấn đề đó luôn nha. Rồi, và đây cũng là mẫu Innova đời 2015 nữa nè, 2015 màu ghi bạc nè, 22694. Con này thì cũng đặt bán đồng đời 365 triệu thôi, 365 triệu cho mẫu xe này. Đấy, 365 triệu đăng kiểm mới nè, tháng 5 2024. Đó, xe thì còn bao la bát ngát đây cả nhà. Đấy, xe nhiều lắm, 2015 bên em bao la. Và đây là ở ngoài cái con này em quay luôn nè, 2014 nè, 2014 bản E đủ nè, 61K22696 nè. Con này đẹp tuyệt đối rồi, miễn bàn, 5 cái lớp mới tinh, vừa mới thay. Đây, 5 cái lớp mới là 20565. Đấy, đăng kiểm dài, tháng 5 2024. Đấy, cái nhà thấy sướng chưa? Một con xe gọi là tuyệt đối luôn. Quá trời, quá đất con xe này, 22694 nè. Cả nhà thấy đẹp không? Con này thì bên em Trường đang bán là 345 triệu nè, 345 triệu. Quý khách hàng đi mua trực tiếp không thông qua cò lái, bên em Trường bớt ngay từ 35 triệu, còn 340 triệu, nhanh gọn lẹ luôn. 4 cái lớp mới tinh. Còn 24 bản trung thì bên em Trường chỉ bán là 280, bớt 5 triệu còn 285. Đấy, còn bản đủ thì nó cách bản trung tới 5-60 triệu nên nó là rơi vào tầm 340 triệu. Đấy, 340 triệu nha. Đấy, đấy lớp mới tinh. Đó, con này chỉ về con chuyến thôi. Cả nhà coi cái vô lăng củ số như thế này thì còn gì đó bàn. Chính tên, chính chủ em Trường đứng tên. Mua bán cùng em Trường ra phòng công chứng, ký giấy, rút hồ sơ hoặc là cái gì đó thì tùy. Đấy, củ số nè. Đó, tiền nào của đó nha cả nhà. Cả nhà bên em Trường là gọi là chúa Innova luôn. Riêng cái dòng Innova này là em nói em đứng thứ nhì thì không ai dám khẳng định đứng nhất luôn. Riêng cái mấy cái form này 24, 25, 26. Cửa hàng em Trường lúc nào cũng có từ 10 đến 20 mẫu. À, hai bên tầm 40 năm đầu xe cho cả nhà mình lựa chọn thoải mái. Tại bên em Trường không nó phét nha. Xe hiện tại cửa hàng em còn rất nhiều luôn, hai bãi cho cả nhà mình lựa chọn nè. 2014 e bản đủ nè, thấy chưa, form mới vành hôm mai. Đấy, còn những chiếc xe em Trường bán ra là em Trường đều để trong máy nè. Cả nhà coi nè, có máy che để xe khách vào, không để xe khách hàng ngồi nắng ngồi mưa, nên khách hàng cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và đây nữa nè, con này cực kỳ rẻ nè, 207 bản G năng full G, 61K22604. Chiếc này đặc biệt em Trường bán chỉ 170 triệu. Quý khách hàng nào bao ký rút hồ sơ em Trường đỡ ngay 165 triệu luôn. 165 triệu cho cái sản phẩm này. Đấy, G năng full G, bê dàn lạnh.
vô lăng kiết, em Trường bán xả lỗ cho nhà mình luôn nè, bê cái nóc có sẵn nè, đấy vô lăng G, bê vàng lạnh luôn đấy, bán xả lỗ luôn, màn hình màn bọng đầy đủ. Màn hình màn bọng bê vàng lạnh luôn nha cả nhà, đấy thấy chưa, bản G nè, đấy mâm phay đầy đủ hết, mâm đúc nè, thấy chưa, chỉ có 165 triệu thôi cả nhà ơi, xúc ngay em này, không còn gì đó bạn đấy, không còn gì đó bạn, đây cũng 2015 em bạn, đủ biển 47 cho những người anh em Đắk Lắk nè, cửa hàng ở Đắk Lắk thì chọn ngay con này giùm em đi, 36116 xe số đảo đẹp luôn, bạn đủ. Chiếc này thì cũng chào bán với giá cực kỳ em thôi, chỉ có là 300, con này chỉ bán giá là 365 triệu thôi cả nhà, quá đẹp luôn cho một cái sản phẩm như thế này rồi, 365 triệu thôi cả nhà, quá đẹp. À, đang lùi giùm anh con này vô lỗ đi giùm nha. Con này là một mẫu giá rẻ nữa nè, Chevrolet Aveo đời 2015, biển 51F545421. Chiếc này đổi của khách hàng nằm cũng khá lâu, em Trường quyết định xả lỗ luôn, 210 triệu. Con này là bản đủ nha cả nhà, bản đủ là đã trang bị hệ thống là gương kính cụp xòe với lại điều hòa auto. Đây, ghét con nào nằm lâu là em Trường xả hết, xả cho nó banh nóc luôn, banh nóc nhà lồng luôn. Đấy, điều hòa auto nè, cả nhà coi nè, điều hòa auto nè. Đó, đấy con nào nằm lâu là mình xả luôn cho nó banh nóc nhà lồng luôn, 210 triệu quý khách hàng ơi, nhanh gọn lẹ. Rồi bên đây còn một số mẫu xe nữa nè, rồi đâu nữa, xả luôn đây, 2015 hôm qua mới quay, màu vàng cát, đồng giá 365 triệu nè. Đấy, 61K22742, 2016 màu ghi bạc 375 triệu, có mua có bớt, 22745. Rồi con này nó không bán luôn, nhanh gọn lẹ, 375 triệu nè. Đấy, tất cả đăng kiểm mới luôn nha cả nhà, tất cả đăng kiểm mới luôn nè. Rồi, thấy chưa, vậy và một quên, còn hai sản phẩm giá rẻ nữa đây, 2013 biển 93 BB123, con này bản chung thì bên em Trường cũng bán là 200, hôm trước là 275 bớt 5, còn 270. Đấy, cho nó nhanh vào việc luôn cả nhà ơi. Còn mẫu này là số tự động nè, 2012 51G. Con này thì bên em chào bán cho nhà mình với cái giá là trời ơi mình 360 triệu. Rồi, nhanh gọn lẹ luôn, xẻ cho nó banh nát nhà lồng luôn. Số tự động này, màn hình cam lùi nè. Đấy, 360 triệu bao rút hồ sơ. Alo. Đâu? Nhưng mà chân này nó đến. Thẻ vị trí ai thẻ, ai bắn. Hả?